Thưa quý vị, ngày 21 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày mùng 4 tháng 6 năm Quý Mão, Đoàn Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã đến thăm và gặp gỡ Ban trị sự tỉnh Ninh Thuận tại Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chùa Sùng Ân, số 56, đường 21 tháng 8, phường Phủ Hà, thành phố Phan Trang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc, dẫn đầu phái đoàn thượng tọa thích quảng tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt mong muốn trong thời gian tới ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh ninh thuận cùng lãnh đạo các ban ngành có sự đoàn kết chặt chẽ hơn nữa gắn kết cùng phật giáo tỉnh nhà xây dựng chiến lược an sinh xã hội đối với người đồng bào dân tộc xây dựng kế hoạch phương thức cụ thể đảm bảo ổn định đời sống cho đồng bào tạo điều kiện xây dựng phát triển điểm sinh hoạt cá nhân để bà con được tiếp cận đến với đạo phật Buổi gặp mặt đã được lắng nghe các ý kiến đóng góp của Chư Tôn Đức cùng các ban ngành lãnh đạo nhằm nắm bắt được tình hình thực tế tại các địa phương. Ninh Thuận là một tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống như Châm, Gia Rai. Các đồng bào dân tộc đều sống tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi, dân cư thưa thớt. Đồng bào dân tộc ở các khu vực này trước đây đa phần theo tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ tiên, tôn thờ thần sông, thần núi, thần gió, mù ra. Đối với người Chăm, đa phần tín ngưỡng của họ là tôn thờ Bà La Môn và hồi giáo. Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tại các cơ quan ban ngành, bày tỏ niềm vui mừng đón tiếp phái đoàn đến thăm và làm việc. Các ban ngành trong toàn tỉnh sẽ luôn đồng hành phối hợp chặt chẽ với ban trị sự tạo mọi điều kiện chia sẻ và phát huy tình đoàn kết, giúp Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Tại buổi gặp mặt, phái đoàn phân ban Phật tử dân tộc đã trao tặng quà tới ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh, bàn tôn giáo và công an tỉnh trong không khí tràn đầy đạo vị. Nhân dịp này, phái đoàn đã đến thăm và tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc Lay, chùa Long Cát, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.